mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chương trình thu thanh sấm giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo do nhóm độc giảng viên tín đồ thực hiện. Xin trân trọng gửi đến liệt quý vị lời chào thân ái và cầu xin ơn trên Đức Phật hộ trì cho quý thính giả và chư đồng đạo được hưởng trọn phúc duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Giác Mê Tâm Kệ. Đây là quyển thứ tư mà Đức Giáo Chủ đã viết vào ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939 tại Tổ Đình Thánh Địa Hòa Hảo. Ngài viết lối văn dần, thể thất ngôn trường thiên, văn thuyết giáo dài 846 câu, khởi đầu bằng câu khai ngọn đuốc từ bi chí thiện và chấm dứt bởi câu mong bá tánh vạn dân giải thoát. Đại ý trong đây, Đức Thầy nhắc đến Đức Thích Ca xưa kia vì nghiệm xét bốn nỗi khổ của chúng sanh nên Ngài lìa bỏ cung vui tìm đạo cứu đời. Nay Đức Thầy khuyên các giới nhân sinh hãy noi gương ấy tỉnh giác tu hành. Về phương cách tu, Ngài dạy tránh xa tứ đổ tường, làm chủ sáu căn, đừng nhiễm sáu trần, hành pháp tứ diệu đề, bát chánh đạo, kiên trì bát nhẫn, phá tan ngũ quẩn, để đạt đến lý sắc không và chân như thật tướng. Kính thưa quý vị, chúng tôi những người thực hiện chương trình không tránh sao những điều sơ xuất, ngưỡng mong quý vị nghe quan hỷ và bổ chính thêm những phần thiếu sót để những chương trình kế tiếp được hoàn hảo hơn. Kính mời quý thính giả và chư đồng đạo theo dõi phẩm Giác Mê Tâm Kệ của Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Phật đường thường
dân hiền giáo đạo Nam Phương. Đặng chỉ ngõ làm lành lánh dữ, sắc thánh đạo ghi trong tam tự, người mới sanh tánh thiện trời dành. Bởi lớn lên tập nhiệm lời dân, nên tật xấu che mờ thiện tâm. Thiếu giáo dục và thiếu thêm đức hạnh, ta quyết cứ lòng nhắc đi lại tâm xưa. Mặc tình đời dèm xiêm ghét ưa, rừng kinh cậy ít người hai chữ. Quá mắt mò bởi chân phản ngữ, nên người đời khó kiếm cho ra. Mò chuông bài đọc bên tụng ngó la, chớ nghiêm kẻ tường thông nghĩa dòm. Trước mắt thấy điều hồ bi, nên đọc tình bạc ái dài răng, rẻo những ai lợi dụng làm sẵn, cho suy sụp chân nhân mờ mịt. Nào có các mây đen phủ bích, rồi dắt nhau đến nơi chỗ dài. Lấy tinh thần hiệp dẹp ngút bơ mây, trong bột đào tự thân phải sự. Xuống dương thế dạo trong lễ thứ, thầy bá cha gặp lúc nào nùng. Cảnh trần gian nhiều nỗi lao lung, việc tu tịnh ít người hiểu ly. Trong bá tánh muôn nơi cao quý, phải tri tâm quyền bi nơi cơ. Từ xâm kinh cho đến thi thơ, trong chốn ấy nhiều nơi trọng yêu. Tao làm chi những chung giới hiếu, ấy là người bổn phận phải trao. Khuyên dương trần đừng nề cần lao, cùng ráng sửa ráng trao nền đạo. Tu đầu tóc không cần phải cạo, miệng cho rồi cái đạo làm người. Kể từ nay lỡ khóc lỡ cười, vì buồn bực thấy đời biến chuyện. Cá chư Phật từ đây lựa tuyển, coi ai là đức hạnh hiền từ.
Lời sách xưa cần thủy tri ngư, cần sơn lành trần gian tri điều. Trong sấm giảng nếu ai không hiểu tầm kệ này, ta chỉ nẻo đường quyết dạy trần nên nói lời thường, cho sanh chúng đời nay về biết. Trời giông gió say mùa say tiết, nắng cùng mưa cũng y khác xưa rồi. Khuyên dương gian ơi, bỏ các việc tội, đặng lo liệu cho tròn phận sự. Thấy trần thế hãy còn lưỡng lự, muốn tu mà còn hơi chần chờ. Việc thế gian như thể cuộc cờ, thắng với thối một hai nước tương. Nào ai có gạt dân nói ơi bướng, mà dương trần liễu lường chánh tà. Ta mến yêu những kẻ thiệt thà, nghe cơ giảng thiết tha lo liệu. Học đạo lý như đợt trúng đều hòa bạc rồi thì cứ lộ tam bành trong bụng con đeo, đoạn lục tạc ta bao xóm giết. Mày gân trí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần kiếp chở Phật tôi ngóng trong chờ dân chúng tìm nơi gì khổ. Theo Phật giáo từ kim chi cổ gốc ông cha, ta cũng tu hành mà dành với lời của tiền quyền tước. Ai trần thế ai ai cũng hơi ước, đời sao không tới phước cho rồi. Nay khổ lúc đói cơm buồn lòng ngơ ngẩn, làm ác rất nhiều điều quanh quẩn như gà cồ ăn bẩn cối say. Hay người hiền nói đắng nói cay, sao mới biết thân ai lao khổ. Nhớ thọ trước quay linh Phật tổ, tiếp thần thông trợ lỗ ma dương. Chốn rừng tòng ngồi chiều nắng sương,
tìm đạo lý hiến cho trần thế. Hiểu lão suy ra đời thật có tế, đem lời giảng dạy dỗ dương trần, khuyên chúng sanh khuya sống chuyện cần, tìm nguồn cõi diệt trừ tứ khổ. Bánh giới tơ tự kim chi cổ, sanh giới già hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca ca xưa ở lâu đài, nghiệp tướng khổ nên ngài tầm đạo. Lo tu tịnh mặc ai kinh ngạo, diệt lục căn đừng nhiễm lục trần. Chơi sắc thành nơi chớ có hậu gần, hương chơi vì sát trần đơn lanh. Chớ xuất pháp treo ý gương hiền thâm, tránh xấu đường cũng đặng về thân. Từ xưa nay dạy chỉ nhiều lần, mà nay cứ không lo chẳng liệu. Nhãn thấy sắc thượng hai bậc biểu, tai ưa nghe những điều âm thanh. Mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu. Đồ thơm tho nói ưa nó chịu chốn xa hương, ai lướt lại gần. Lời ưa ngon là chuyện ân cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mến. Thân tham sướng muốn tiền của ơi đến đặng ăn xài cho phí tâm tình. Ý thì ơi sửa sắc soi hình, giới chức phận cho cao cho quý. Sao đường ấy ở trong tâm ấy, ta mau mau dứt đi nó cho rồi. Nếu tỉnh tâm ơi, nào có mấy hồi mượn trí đạo đổi ra khỏi xác. Chức được nó ấy là giải nhơi thoát, thì xác trần mới khỏi đọa đày. Cả tiếng kêu những kẻ trí tài, hãy yên lặng bình tâm suy nghĩ. Tiếng sở kỷ
tội mình, vậy mới là phải bực công bình, nẻo chánh trực chí người quân tử. Người biết đạo phải dình ngôn ngữ, nói với ai chớ có sai lời. Trong mẹ cha kính nể Phật trời, đừng nhiều tiếng ngân ngang mang lời. Tánh ngay thẳng ta không dời đôi, dầu tan xương nát thịt chẳng màng. Ta cùng điên núi đài sợ ai rầy ai mắng. Trời còn lúc tôi mưa sóng mi nắng, thì trần gian còn mãi khổ lao. Ở trên đời kẻ thấp người cao, kẻ hiền hậu người thì gian ác. Không quen biết mà cao tuổi ta, ta cũng nên kính trọng mới làm. Tâm từ bi sanh thề ngọc ngà, bị tánh thiền phải xử thế cho nên bài biệt miệng sao thường kiện tâm thân. Việc bắt buộc phải giữ ngang cân, chớ tập tánh lần đường trao đâu. Các công cuộc của người tắt sâu, ta giữ gìn chớ có nhiệm vào. Tâm bằng tăng chẳng mến sắc màu, những kẻ tiếp vào đường chắc. Ta dạy thế mượn lời Phật thánh, nên truyền ban cho chúng sanh tường. Tuy ngày nay chúng nó hùng cường, chừng phân định thì ta cao quý. Quyên bổn đạo lập thân nuôi chi, đặng chờ ngày yết kiến Phật trời. Quá yêu dân càng tỏ nhiều lời, cho trần hạ tìm trong lánh đục. Chẳng chiều tu mãi còn lục thục, lo giàu nghèo lo cũng chẳng rành. Ham công danh quên chữ sanh thành, mến phú quý quên câu dường dục. Trang kiếm chỗ tầm tiên lánh tục,
đời phải được lòng trong. Biển hồng trần sớm mây gọi cho sông, ngày lập hội mới mong chờ lại. Chữ bằng tiếng khuyên dân đừng nại miệng cho ta trở lại ngai đàn. Chữ vinh qua chờ chơi có màn, bởi giả tạm của đời quân hà. Gắn công tu xem nhiều phép lạ, của thần tiên trừ lũ hung đồ. Nào lúa là lắm nhiều tô xô, chớ ham mến mà sao lao ly. Ngày tiêu diệt từ năm minh tí, đến năm nay hào hức đã nhiều. Các ngoại bang đã nhuộm máu điều, sao trần thế không toan chẳng liều. Để đến việc gian lưng mà chịu, chớ Phật đâu cứu kịp cho người. Khuyên chúng sanh bỏ tánh biến lười, phải sốt sắng làm ăn cần thiết. Nghèo giới đói từ đây sẽ biết, hàng ngoài bàn bố thiết ta hoài. Nên ba già hãy ráng miệt mài, dầu rách rưới cũng mau cần kiệm. Lời ta dạy hãy nên suy nghiệm, phải phá tan ngũ quẩn trong mình. Chữ tham trong ý muốn mặc tình, ráng định tánh trừ cho nó tuyệt. Chữ gây gỗ là sân hải diệt, cho nó đừng thập ni thoáng trong lòng. Thêm chữ si thiệt quá lòng vòng, nên tình trí tìm nơi dục tắc. Chữ nhân ngã cũng là quá gắt, ta chớ nên phân biệt với người. Dẹp năm tên được mới mừng cười, vô pháp tướng mới là thiệt tương. Người tu hành phải trợ nghiệp chướng, giới bốn ma mới đặng an nhàn. Tổ nhiệm vào thân thể bất an, rất mến nó ngày kia lao khổ. Ta nghiệp xếp tự đời bàn cổ, khó ai dùng mà đặng thành thiên. Mà đời nay chữ tài của khổ riêng một kiếp, để tội cướp nào ai có tiếp. Mà đời nay nó cứ
trần, nên ra đời dạy dỗ ân cần, khuyên ba tánh vàng dân liệu lay. Khổ giới thăm ngày nay có mấy, sợ mai sao dòm thấy bài hồn. Trở ta gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết. Trần giới thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Ta bây giờ tu niệm tầm thường, sao dám thể xa nhà giàu có xài không sợ tốn, phải để tiền cho kẻ nghèo nàn. Lo ăn xài trà rượu xịn soạn, chừng khổ não phàn nàn căng xô. Lời truyền xăm như bài tóc ơi đâu, ai biết cửa tầm thì đặt ý hướng nhờ. Ta khuyên tu dần nghi cứ mãi ngờ, sợ gạt chúng kiếm xu kiếm mà bề ngoài quán bán hàng quán ơi cắt, nên dân ta chịu chữ cơ hàng. Ta còn điên của cái chẳng màng, miệng lê thứ được câu hạnh phúc. Cờ thế giới ngày nay gần thúc, nên Phật tiên phải xuống hồng trần. Chừng lao sao ác thú non tần, thì Nam Quốc lương dân mới biết. Nay dài thế cày cùng ngồi giết, chơi xác trần dù thuyết ít tư hàng. Ai nói chi chẳng màng, sao biết đặng dân đừng có tiếc. Con vô vô hận hờ nào biết, thấy bóng đèn thì quyết có chung vô. Thảm thương thay chết heo chết khô, nhìn đèn đỏ thấy màu phù du. Kể khuyên trần đã mang mùa thu, đeo danh lời như con vật ấy. Giống xe ca biển đông thường thấy, tôn giả tràn rất uổng
khi nước rộng nhào lúc cửa bình minh, lúc nước lon cát kia tan rã. Trần phố quê thì trần thông thả chớ, còn ta cứ khổ lao hoài. Việc kể cơ giảng dạy ít thứ bài, mặc lê thứ làm không từ ý. Coi rồi phải nhận cho hiểu lý, câu quyền sâu của kẻ khùng này. Bởi chữ khùng của Phật của thầy chớ chẳng phải của người lặng trí. Mê giới tịnh nhận ra là lý, thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài. Thức dậy mà tầm đào kiếm bài, để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Sắc khuyên thèm miệng kêu không ngớt, mà nào ai có thức dậy tầm. Thầm nên than thở cùng trần ít tiếng, tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, tâm trong như nước bích tới mùa xuân. Nếu không tu chừng khổ cùng, đừng có trách sao không chỉ bao. Từ nhỏ tôi đến người trước lão mắt trong dòng sanh tử nghi luân hồi, xuống diêm định thấy tội hồi ôi. Đó mới biết có nơi địa ngục, kể xa tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng giờ. Gặp giang kinh trần cứ làm trọng công kiệt giống chi hường nay. Địa ngục cũng tại tâm làm quay, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay Phật cũng là tài non. Tu giới tịnh biết làm chẳng có, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Cảnh dương gian muốn thầm ngàn sâu, dạng vật đài lầu chẳng có. Trong giới núi trước kia mắt ngó, khi chết rồi thầy nói
đường hải sông tàu đào kiếm đạo lý mà nhờ mà nhoi. Chiều cay đắng tu hành mới giỏi ta thương đời lén lỏi xuống trần. Đạo vô vi của Phật ân cần nói theo chí Thích Ca ngày trước. Câu phú quý ngài không màng ước, chữ Bồ Đề như cội bá tòng. Rang dưỡng nuôi chữ đó trong lòng thì là được đến chừng diệu hòa. Lời thuyết pháp chẳng gì nhớ ngã, người nào đâu có Phật tánh là. Xem kệ này như ngọc như ngà, phải nảy nở như cơn mưa thuần. Hạt mùa tiếng giống kia bất nghi luận, thải mọc mầm trôi lá mới màu. Trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Đạo giới lý từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ. Chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ thì mới được thân sao cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Vì yêu dân ta kể ngọn ngành, khuyên lê thứ làm lành mà tranh. Cánh niết bàn là nơi cứu ơi cánh, về chốn ni xa lánh hồng trần. Dầu không siêu cũng đặng về thần, nhờ hai chữ trung quân ái quân. Chừng lập hỏi biết ai còn mất, giờ chưa phân chưa biết chánh tà. Ta vì dân sắc lệnh ngọc tòa, đền linh khứu sơn trung chiều mạng. Nền đạo đức ta bài quá càng, mà dương gian còn ràng dánh từ. Làm cho ta lỡ ngốc lỡ cười, khóc là khóc thương người ngu muội. Khùng làm nhớ sắc ngồi, chẳng tránh đường nó lại khinh khi. Ngó về tay niệm chữ từ bi, cười trần thế bê xê tai qua. Tranh giới luận đặng kiếm bạc tiền,
đời thịnh mặc tình ai trọng cảnh ai chê. Hương lê dân còn mang say mê, chẳng tu tình cho rành xương nắng. Ai ta lại nói cay nói đắng, đắng chơi cay ta cũng chẳng màng. Chân trần gian phùng hoàng xòe cánh múa chào mừng Phật thăm. Thấy đạo lý chớ nào thấy tánh, còn ân nơi tìm nóc ra phàm. Ai biết ta trì gì phải làm, sao mới biết ai phàm ai thanh. Đức lục tổ ích nay dắt sanh, người dốt mà nói pháp quá rành. Lựa làm chi cao chữ học hành, tỏ ngộ ấy là gặp mơ đạo. Vì cổ tích cần chi phải thảo, chuyện qua rồi kể lại làm gì. Nếu ai mà biết chữ tu trì bình tĩnh được thì phát huệ. Ta yêu chung viết ra giảng kể, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe các lời chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Trần giới thế nó hay kêu ngạo, các nhà sư hãy ráng sửa mình. Nếu suốt gian ngộ tô chân chánh mới không hổ tiên. Cả ngàn năm mấy nhân năm sao xuyên sao tu hoài, chẳng thấy ai thành. Bởi chữ tu liền giới chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Bệ tăng chúng qua ham mi chùa ngói nên tới khuyên khắp mi chúng cùng làng. Phật nào ham tưởng cốt phớ tư vàng, mà tăng tạo hao tiền ba tanh. Việc giả dối từ đây đến mê lánh bốn đạo ơi, hãy ráng sửa mình. Cuộc dài đời ta lắm mỹ công trình, làm chẳng tròn uổng thay một kiếp. Lời chân chánh trần hay
có clip mãi lo làm hung hiếp người hiền mà làm cho Ngọc Đế thảm phiền muốn trần trị trần gian thảm thiết. Đức Phật tổ tâm mi ngài dứt coi quyết tàu Ngọc Hoàng để Phật dài trần nên ra kinh cơ giảng nhiều lần mà dương thế chẳng cần xét cứ đơn. Xa trần tục như cây cầm ni con làm hiền hoài ắt phải tiêu mòn đèo chơi bào siết nó cũng tròn đơn chừng đó trong giàu rất cứ tốt. Lũ cha dối thường hay thề thốt nó chẳng kiện thần thánh là gì tâm kẻ hung làm chuyện cố lì chẳng có sợ mang điều tội